là bẩm sinh, tại vì nhưng mà không biết, rồi một chân thấp một chân cao nhưng mà không có biết rõ, nhưng mà bị đau lưng, thì sau một thời gian đau lưng rất là nhiều thì mới đi bác sĩ, thì bác sĩ mới nói là bây giờ không có chữa được, tại vì một bên nó thiếu tới gần 1 cm. Thành ra họ kêu đeo semen, là tức là đi một cái semen thêm, nhưng mà có nhiều trường phái họ nói là không nên đeo semen, tại vì nếu mà mình đeo semen thì càng ngày nó càng nặng. Thành ra lúc đau quá thì đeo semen, mà lúc hết đau rồi đó, đỡ đó thì lại bỏ semen ra. Thành ra từ hồi nào tới giờ chắc cũng mấy chục năm rồi không có chữa được. Thành ra cái lưng nó đau lắm. C'est un problème depuis la naissance ou avant. On pense que c'est une luxation des hanches. On pense que, mais en fait, ça vient d'une douleur permanente du dos. Et j'ai été donc auscultée par plusieurs médecins et certains disent que ça vient de la différence entre les deux jambes. Donc il y a une jambe qui a 1 cm de moins que l'autre. Du coup, ça explique, comme je marche pas équilibrée, ça explique la douleur. Donc, certains médecins pensent qu'il faut porter une semelle orthopédique pour compenser, comme ça on a moins mal au dos. Mais pour d'autres, c'est très mauvais comme solution, parce qu'à force, ça aggrave. C'est-à-dire que la différence va s'aggraver et chaque année, il va falloir une semelle plus épaisse. Et du coup, comme j'ai eu peur, je ne sais pas s'il faut porter ou pas porter. Alors, quand j'ai très très mal, je porte. Mais quand j'ai un peu moins mal, je ne porte pas. Et ça veut dire que quand je ne porte pas, je marche avec déséquilibré. Voilà, donc ça dure depuis très 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 longtemps. Et j'ai essayé de faire de la médecine manuelle. C'est-à-dire on a essayé de me tirer sur le dos et les jambes. Sur le cou, on fait le test, les deux jambes ont la même longueur, mais après, ça repart. Oui. À tốt chứ hả? Tốt, tốt. Đứng dậy. Có đau không? Đau bên đây. À, đau không? Chưa có đau gối. Đau suốt từ lưng xuống. À, xa tiết rồi. Rồi, dạ. Thải. Chị bị cái đau cái thần kinh tọa và thường thường là những cái người mà khi có tổn thương cái cột sống lưng thì hai chân thường là không có bằng nhau, mà chị này là chị bị như vậy là nhiều năm rồi, thì mọi người sẽ xem là tôi điều chỉnh cho chị để mà mình xem thế nào ha. Nhưng mà cái cách mà chúng ta học ở đây á thì nó có một cái là đây là một cái công thức chung để chữa luôn cả những cái trường hợp đau lưng rồi đau đầu gối rồi thần kinh tọa. Thì mọi người đến đây xem tôi làm từng bước. Chị lại ngồi ghế lên đây. Voilà, effectivement ça c'est une méthode commune pour lumbago sciatique. Mano genou. Voilà. Il va nous montrer. Trước tiên là chúng ta sẽ đo hai cái chân của chị này. Thì mọi người nhìn nha, thẳng lưng ra nha. Đâu có lệch bao nhiêu vậy? 1 cm. Đây nè. Có thể lúc ngồi cũng thấy, chắc lúc đầm hơn thấy nhiều hơn. Nằm hả? Đi nằm đi. Tại lúc mà đi chữa bệnh là người ta kéo ra, người ta nói thiếu nhiều lắm. Thì chị nằm đi, chị nằm thử coi. Nằm thì thấy rõ hơn. Nằm thì cái chân bên phải dài hơn chân bên trái. Mọi người nhìn đây ha, đây. Cái kẽ giữa ngón 4 và 5 của cái bàn tay. Thì khi mình đặt vô á, thì mọi người để cái ngón tay mình á, là ở vô cái kẽ giữa này ha. Và không có nên bấm như vậy, mà là bấm nghiêng cái ngón tay thì nó mới vô trong được cái điểm đây được. Rồi mọi người thấy tôi tác động vô, chỉ có đau không? Thì chúng ta đẩy từ 15 tới 20 cái. Rồi ha. Khi đau vậy chị có cảm giác gì ở cột sống lưng không? Thấy ở chân
Ê, cảm giác ở chân hả? Rồi, bây giờ mọi người nhìn cái đây tôi làm tiếp để coi chị này cái cảm giác cái chân rất rõ nè. Rồi cái bên đây không có đau. Bên đây đau ít mà không có cảm giác. À rồi, bây giờ chị này chỉ đau ít mà không có cảm giác. Bây giờ mọi người tôi xem tôi điều chỉnh cái phần của cái tay chân bên đây nha. Và tôi đẩy cái gốc đây nè. Rồi tôi đẩy gốc trong nè. Nè. Rồi tôi vuốt. Tôi vuốt cái tay để cho cái thông cái này trước đã. Thấy không? Rồi tôi tiếp tục tôi đẩy cái điểm này. Bây giờ còn đau không? Đau lắm. Đau lắm. Và khi đau đợt này đau xong á là chị thấy cái chân có bị cảm giác gì không? Ít rồi. Ít rồi ha. Bây giờ chị nằm xuống đi. Mọi người có thấy tay đổi không? Dạ. Thấy không? Hai cái chân bắt đầu nó lệch nhau khác hơn rồi ha. Tức là chị ngồi dậy đi. Tức là khi mà mình tác động vô đây á thì cái điểm này á, nó sẽ tác động lên cái hệ thống là thần kinh vỏ não, cái bán cầu vỏ não á, và nó tác động xuống cái chân làm cho chân chị nó có hơi có một cái là cân bằng chút xíu. Thì bây giờ tôi bấm, bây giờ cái vậy là cái chân bên đây dài hơn đúng không? Bây giờ tôi bấm, chị thích tôi bấm chân nào trước? Chị thích cho bấm chân nào trước ha, rồi tôi bấm chân này trước. Bên này nó đau là muốn bấm trước đúng không? Nhưng mà thông thường á là nguyên tắc á là bấm chân lành trước. Đau quá là muốn lành. Thì khi bấm cái chân mà cao thấp á thì dưới thần kinh tọa là chúng ta nhớ là chúng ta để cho cái người bệnh nhân có cái đầu gối cao lên chút xíu. Và khi mà bấm á thì chúng ta bẻ cong cái chân của bệnh nhân lên. Nhưng mà chúng ta tác động ở đâu? Mọi người nhìn đây nha. Đây là cái gu của cái bàn chân. Thì ở đây là có cái dưới cái gu này nó có một cái rãnh. Cái rãnh này là cái nếp là ráp giữa cái ngón chân và cái bàn chân. Ok chưa? Là et vous avez ici l'articulation entre le doigt de pied et le pied. Donc c'est là, il faut qu'on appuie. Pour rétablir... Et tout à l'heure, il a appuyé un peu plus haut. Non, ça c'est pour la main. Il fait... Ah bah non, à l'autre pied, il n'a pas appuyé un peu plus haut. Non, non. C'était la même. C'est la même. Parce qu'on ne le voit pas quand il est dans cette position, on ne le voit pas. Tôi bắt đầu bấm cái điểm đó. Thì ở trên đây á, đây gọi là ngũ bội, còn ở dưới đây gọi là tâm tinh. Thì cái ngũ bội á là chúng ta sẽ bấm cái kẻ đó, mà là cái này nó gọi là lẫy. Nghe là lẫy vậy nè, lẫy vậy nè. Thấy không? Lẫy 1 2 3 4 5 ha. Rồi tôi lẫy ngón thiếp 1 2 3 4 5. Lên tới đây. Lên tới đó, ok. Rồi 1 2 3 4 5. Tại sao mà mình phải điều chỉnh cái này? Tại vì chị này chị đau á, là chị đau cái chân bên đó, cho nên chị rất là khó chịu, thấy không? Rồi mọi người thấy lên nghe mạnh ha. Lên tới gần tới trên đây. Lên trên đầu hả? Rồi, cái đó là một lần. Bây giờ tôi bấm cái lần thứ hai. Rồi mọi người nhìn nha. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bây giờ chị cảm giác làm sao nè? Hồi nãy thì nó đi nghe từng đường nó chạy, nhưng mà lần thứ hai thì nó toàn diện hơn. Au début c'est plus précis, on dirait des trajets. Et la deuxième fois c'est plus global, mais ça monte aussi. Tu sens la chaleur ou pas qui monte? Oui, il y a la chaleur. Il y a la chaleur qui monte. C'est global. Plus général. Mình đẩy 1, 2, 3 và sau đó mình làm tiếp. Lần này mọi người sẽ coi cảm giác của gì sẽ là khác. Rồi, sao rồi? C'est plus local.
c'est plus au niveau de la jambe. Mm. Et j'ai bớt đau hơn nữa. Đớn đau rồi. Cái liệt nó chạy lên nó nhẹ hơn. Nhẹ nhàng hơn. Ok. Bây giờ bắt đầu mới nặng lại. Rồi, bây giờ là cái ngũ bội rồi, ta về ta bấm tâm tinh. Thì tâm tinh á là chúng ta bấm cái đường kẻ của cái ngón chân nè, dưới bàn chân, thấy chưa? Rồi, và khi bấm đó là chúng ta phải dùng cái ngón cái. Mọi người nhìn tôi bấm nè. Ha, 1 nè, 2 3 4 5. Ồ, 3 thôi chứ. 1 2 3 tại nhìn mặt chỉ muốn làm cho nhiều thêm. 1 2 3. Ha, 1 2 3. Nhưng mà cái đầu tiên á là chỉ ít có cái cảm xúc nhiều hơn. Ha. Rồi cái lần này nhất là chị thấy như sao? Đau nhiều hơn, nhưng mà cái cảm giác là mình nó quen rồi, chịu đựng được. Okay. Rất đau nhiều hơn, nhưng mà tại vì mình quen rồi, có cảm tưởng như là chịu đựng được. Được, yeah. Ok. Bây giờ lần thứ hai ha. Ok. En fait, tu t'habitues à la douleur. Oui. Donc, tu t'attends de moi tout à l'heure. C'est pas ça, c'est que c'est de plus en plus mal. Mais ça monte toujours, ça monte. Et il y a une sensation de chaleur qui monte. Mais c'est là, je transpire. Là, tu transpires. Plus fort, plus puissant. C'est beaucoup plus fort. C'est presque insupportable. Là, j'ai une cảm giác là ça monte. Et je transpire, il y a la chaleur qui se dégage, qui diffuse partout dans le corps. Rất là đau, càng ngày càng đau, nhưng mà có cảm tưởng như là có gì nó đi ra ngoài. Rồi bây giờ chị thấy cái chân này nhẹ nhàng chưa? Tức là khi bấm là rất đau, nhưng mà khi xong rồi thấy cái chân nó làm như nhẹ nhàng, đúng không? Rồi chị cho tôi mượn chân đau vậy đi. Rồi chỉ co cái chân lên tí, rồi là thì bây giờ bắt đầu mình bấm cái chân đau ha. Thì bây giờ là chúng ta làm kỹ chút xíu ha, chúng ta để lên. Thì bây giờ mới làm cái là nó lên này ha. Ok, rồi bây giờ chú ý nè ha. Rồi cái thứ nhất là sao rồi? Đau ít hơn cái lần cuối cùng ở bên tay bên này, nhưng mà thấy điện chạy lên bên nhiều, trên này nhỉ? Điện chạy nhiều ha. Donc ça monte même derrière le dos. Jusqu'à la tête ou pas? Ou jusqu'au non, ça s'arrête à peu près. Ça s'arrête en haut du dos. Au haut du haut. Non, điện lên nhưng mà lên tới ngang lưng. Thôi. Ngang lưng. Ok. Rồi ha. Lên tới đầu luôn, lên tới đầu. Cette fois-ci, c'est juste à la tête. Giờ là lên tới đầu rồi ha. Lên tới đầu. Ok. Bây giờ là bắt đầu tôi làm cái này hơi đau chút để thử chuẩn bị coi nha. Đau lắm, thấu xương luôn. Cũng lên nhỉ, lên. Cái đầu nó thấu xương, nó thấu vô trong xương. Và đó giờ chị đi chữa có ai mà làm như vậy như tôi không? Chưa. Họ chỉ có dạy học tập, tập làm xong rồi bẻ lên qua chân lại dạ. Đầu lên tới óc luôn, lên tới óc luôn. Bây giờ nó mới tác động lên trên cái bán cầu não rồi. Rồi cái chua cuối đau quá. Đang cố gắng. Dạ, lên tới hít sâu vào. Dạ. Rồi. Rồi sao? Đau quá mà lên tới óc luôn đó. Bây giờ cái cuối cùng á, của chị này á, là mình sẽ cân bằng hai chân. Mọi người nhìn cái cách cân bằng của tôi nha. Thì khi cân bằng á thì ta kéo cái tay hai chân rộng ra. Và bây giờ lên này là 2 3, nhưng cái khó nhất của này là cân bằng là gì, tức là hai ngón út mình phải làm cho hai cái nó đều nhau. Là
Bien. Donc, bien équilibré, bien. Deux côtés bon. En même temps. Bon, et on non. utilise le quatrième et cinquième doigt. De la main. On appuie. Comme si on joue du piano. Oui, je thấy hai hai luồng điện nó chạy hai hai bên hông, hai bên hông này. Tại vì làm bấm đều một lúc đó để cho hai cái chân nó bằng với nhau chân nhau. Lên 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 rất là sâu và lên rất là cao. Rồi, bây giờ chúng ta làm bấm tới cái tam tinh ha. Cái quan trọng đó là khi bấm cái tứ tam tinh đó, là mục đích làm sao cho hai cái chai ở đây mình nó cân với nhau, chứ hai cái tác động nó đều với nhau, thì hai cái sóng nó lên cùng một lượt. Để tiếp tôi làm tiếp cái nữa rồi bắt đầu diễn tả luôn cho nó hấp dẫn. Rồi hít sâu, thở sâu. Rồi sao rồi? À, như nó có cái một cái chất gì đó nó chạy trong người cái nó ra. Nó thảy ra vậy. Dạ, dạ, giống như có chất độc hay gì đó, như nước giải độc đó. Dạ, giải độc. Nó đi nó đi. Có dùng đá chưa? Dạ, 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 chưa chưa dùng. Chưa. Wow. Bây giờ là cái cuối là kêu bằng là xử lý. Rồi rủ cái miệng viên ra viên xuống. Chà, nghe thích quá ha. Rồi, chị có cảm giác bây giờ hai chân thế nào rồi? Ấm mà nhẹ lắm. Ấm mà nhẹ, giờ chị nằm xuống được rồi đó. Rồi mọi người nhìn hai cái chân lại nha. Ha. Bây giờ nằm lại đã. Rồi mọi người nhìn cho kỹ nha. Sao rồi? Comment tu te sens? Oh bien. Mieux. Rồi. Bao nhiêu năm cái hai cái chân ha? Plus de souffrance. Bây giờ đi nghe nó như là ba chân. Rồi thích chưa? Bây giờ nó cân cái lòng cái chân ấy, chị đi vậy thích lắm. Bây giờ là mình sẽ giúp cho chị này cân bằng lại luôn lần nữa, về hạ cái ghế thì xuống. Alors, maintenant on prend la balle, on va mettre en dessous du genou. Rồi, khi mà mình để đây á, rồi mình kẹp, thì cái người bệnh cùng nắm dưới mình cái chân. Donc voilà, il faut mettre la balle et puis les deux mains, les deux mains. Khi mà chị ép vô, chị thở ra. Alors, quand on voilà, thở ra, tu respires. Đó rồi, để xuống thì hít vào. Et là, tu inspires. Rồi, mình làm 10 cái. Tu inspires et tu expires. Vas-y, expire. Đó. Là cái mạch máu nó bị chặn lên kheo làm đi. Và một cái mạch máu nó chặn ở ngay cái bẹn á thì nó khóa lại và mở đóng thì nó làm cho máu bơm đều vô trong cái cuộc sống lưng của mình á. Để nó nuôi máu lại, nó nuôi cuộc sống lại. Quand on met la balle ici, donc ça bloque ce niveau-là. Quand on met la jambe vers la poitrine, on bloque également ici. On bloque, on débloque. Ce qui fait que ce mouvement-là va aider à mieux faire circuler le sang sur cette partie-là. Vous savez, quand on a mal au dos, le soir, quand on se met trop debout, on a mal au dos, on peut faire ça. Vous mettez une balle en bas, le fait de faire ce mouvement que vous avez débloqué va aider le sang à circuler entre cette partie-là. Ça et ça. Ceux qui ont des problèmes de genoux. Les jambes lourdes. Ah oui. Gros problème de genoux. Gros problème. Ça, je ne peux pas me faire. Oui, mais parce que vous n'êtes pas souple. Mais quand vous faites ça, vous allez voir, vous allez gagner. On expire.
Thì ở đây nó có hai cái hõm, cái hõm này nè. Thì chúng ta sẽ đặt cái khóa này vô trong cái hõm đó. En bas du dos, on a deux points. Vous savez, quand vous, quand vous regardez, vous avez deux points. Deux points là, en bas du dos. Vous prenez ça, ces deux là, vous mettez juste dans le point. Hop, voilà. Và khi đó mình ép ấy, thì cái chân trên này, ấy, này mọi người nhìn này nha, nó còn cái khoảng cách này. Nhưng mà nhờ cái khóa này đây, ấy, và mình đánh cái này, ấy, thì nó sẽ làm cho cái chỗ này nó mềm đi. Thì đây là chúng ta đo ở đây xuống ha, ta đã bỏ chân ra. Ha. Và một cái tay ấy, là ta khóa cái này, chặn nó lại. Cái tay này á, on appuie ici, là ta xoay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thì khi ta khóa đó, xong rồi á, thì ta để xuống, bây giờ nó nhẹ rồi. Nhưng mà chúng ta muốn chỉnh cái này lại á, thì chúng ta sẽ cho quay cái cột sống lưng là quay nhẹ nhàng là 1, rồi quay tròn là 2. Nhưng mà khi mà quay cái dòng chân á, ta quay đều và đẩy từ ở đây qua bên đây, rồi là 3. Và khi tới cái thứ 5, thứ 6 vậy đó, chị này chỉ dẻo, thành ra là chúng ta thấy cái chỗ này nó lỏng rồi, chúng ta làm luôn. À, thì cái đó là cái mông bên đối diện trước. Bây giờ mình tới cái mông bên này thì ta đây 1, rồi 2, rồi bắt đầu ta ép lần lần 3, thấy chưa? Rồi 4, thấy chưa? Rồi là 5, thì cái tới cái đây rồi là vô làm đi, làm thử cho giỏi. Trời đó. C'est au milieu des fesses hein. Vous avez, alors derrière, vous avez, là, vous avez là, derrière ouais. Qui passe de là. C'est là. Vous visez au milieu des fesses. Oui. Rồi. Rồi kéo 5 là 5 cái, 5, 6 cái gì đó. Nữa. Rồi nữa. Rồi, bắt đầu cho anh ấn xuống. Rồi, chuyện phát, em lấy hai chân này sát vô. Đây để điều nha, cho nó giữ cái chân đều luôn. Rồi, đó, rồi, thấy không? Rồi, đẩy mạnh xuống, kéo dở ra, rồi đẩy xuống mạnh. Đẩy xuống mạnh. Thấy không? Đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô. Cầm hai cái cổ chân, cầm hai cái cổ chân, rồi ép vô. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Rồi, đi qua kia xong thì biểu diễn dài đường cái này. Đó, rồi, vào lại đi. Rồi, chắc đi chị lại tới đây chị phát biểu luôn. À, tới đây đi. Bây giờ thì thấy trong người rất là nhẹ và đi không có thấy bị khập khiễng và không có thấy đau, không có thấy đau bên hông. Dạ, bước đầu là cảm giác đầu tiên là như vậy. Vậy là tốt rồi. Dạ. Thôi, cảm ơn chị. Je me sens très légère. Et en marchant, j'ai l'impression que je ne... Comment on dit c'est-à-dire que je suis moins déséquilibrée. Et surtout, j'ai pas mal au dos. Alors que jusqu'à présent, j'endure une douleur au niveau du dos. Surtout le dos gauche. Toute la partie latérale. Une douleur latérale. Et là, je n'en ai plus pour le moment. Merci beaucoup. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.